Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em, rất vui gặp lại anh em trong một tuần mới và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Trong tập tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và chia sẻ những câu chuyện thú vị xoay quanh một cái từ khóa mà mình nghĩ là nó sẽ hơi thiên hướng về kỹ thuật một xíu. Phải có thể là một vài anh em khi nghe đến cái từ khóa này sẽ hơi khó hiểu và cũng thắc mắc là nó liên quan gì đến cái quá trình research về thị trường cũng như là tìm kiếm các cái dự án để tự bỏ vào danh mục cho riêng mình. Thì cái từ khóa tuần này mà chúng ta sẽ đào sâu đó là MEV, Miners Extractable Value. Thì bọn mình đã từng chia sẻ trong một tập DeFi Discussion đó là về những cái rào cản mà Ethereum nó phải đối mặt khi mà đưa cái mạng lưới lên cơ chế Proof of Stake. Thì MEV là một trong những cái rào cản đó. Thì anh em có thể nghe lại cái tập podcast liên quan đến cái hạn chế khi mà mạng lưới nó dịch chuyển lên Proof of Stake. Còn trong tập tuần này chúng ta sẽ đào sâu vào cái từ khóa MEV và chúng ta sẽ mổ xẻ một xíu về cái cách mà rất nhiều dự án đang đề xuất để xử lý cái vấn đề này. Vậy thì MEV là gì? Thì hiểu nôm na là khi mà anh em gửi cái giao dịch lên trên mạng lưới để cho các đơn vị họ xác thực á, thì nó sẽ không được xác thực liền mà nó sẽ phải qua một cái khâu sắp xếp và bỏ vào các cái khối, sau đó các cái đơn vị validator họ mới bỏ lên trên mạng lưới. Vậy thì trong cái khâu mà sắp xếp các cái thứ tự giao dịch vào trong cái block á, thì họ sẽ được toàn quyền là sắp xếp cái thứ tự của giao dịch. Và vì họ có thông tin về từng cái giao dịch riêng lẻ, cho nên là khi mà họ sắp xếp cái thứ tự giao dịch thì đâu đó họ sẽ có cơ hội để kiếm lợi từ cái phần chênh lệch dựa trên những cái giao dịch mà chúng ta gửi lên. Nói như thế này thì nó cũng hơi là khó hiểu. Mình nghĩ chắc là sẽ nên có một cái ví dụ nho nhỏ ở đây để anh em có thể hình dung được cách các cái con Mevbot nó hoạt động và cách nó trục lợi từ người dùng ha. Thì ví dụ như anh em swap ở trên các cái sàn DEX đi, thì thường á ít người nào để ý đến cái slippage tolerance, đúng không? Tức là những cái biến động giá, cái chênh lệch giá mà chúng ta cái chênh lệch giá tối đa mà chúng ta có thể chấp nhận. Thường thì sàn nó sẽ mặc định cho chúng ta đâu đó khoảng 0.5%. Thì rất là ít người gọi là custom tùy chỉnh lại cái chỉ số này. Vậy thì ok, chúng ta sẽ đặt trường hợp là một cái người dùng đi vào cái sàn DEX và họ chấp nhận cái mức chênh lệch giá là 0.5% chẳng hạn. Thì Mevbot nó sẽ làm gì? Thì đầu tiên là nó thấy, nó quan sát là có một cái giao dịch muốn mua token ở giá 10 và có cái mức chênh lệch chấp nhận được là khoảng 0.5%. Thì cái con bot này nó sẽ cầm sẵn token và nó bán cho anh em một cái giao dịch ở cái giá là 10.05. Đó là vì chúng ta đã chấp nhận một cái mức chênh lệch là 0.5% là như vậy. Và sau khi nó bán cái, tức là nó sẽ đặt cái giao dịch bán ở trước cái giao dịch mua vào của chúng ta. Và sau đó nó sẽ kẹp một cái giao dịch ở khúc cuối, đó là cái giao dịch mua lại cái lượng token ở cái giá 10. Là tại vì chúng ta đã thực hiện xong cái giao dịch bán cái token của chúng ta rồi, thì cái giá nó sẽ được đè ngược lại ở cái ngưỡng 10, thì cái con bot này nó sẽ mua lại và từ đó nó sẽ ăn những cái chênh lệch rất là nhanh như vậy thôi. Thì cái hình thức tấn công này người ta gọi là sandwich, là tại vì cái giao dịch swap ở giá 10 và cái chênh lệch tỷ giá 0.5% của chúng ta bị kẹp ở giữa hai cái giao dịch bán ra và mua vào của cái con bot đó, thì chúng ta sẽ vô hình chung bị cắn bớt một cái phần giá trị ở trong cái lượng token mà chúng ta có thể nhận về. Thì đối với nhiều người dùng á, như mình có đề cập hồi nãy, thì họ cũng ít để ý đến cái chi tiết này, bởi vì đôi khi chúng ta swap ở trong cái bối cảnh là cái thanh khoản nó tốt thì nhiều người cũng không để ý, cũng không check lại. Tuy nhiên là đã từng xảy ra những cái trường hợp mà một cái giao dịch họ swap với số tiền rất là lớn, nhưng mà vì cái thanh khoản nó ít và thứ hai nữa là cái mạng lưới nó biến động, thì cái số tiền họ nhận về, cái token nhận về thì nó chỉ đâu đó tầm vài đô thôi. Thì đây là một cái vấn đề mà nó thực sự tồn tại với cái MEV này. Anh em có thể tìm hiểu ở trên một cái bài viết trên Coi68
về cái từ khóa này, và nó có đề cập rất là nhiều những cái cách tấn công, có kiểu như là sandwich nè, là cái phổ biến, rồi những cái arbitrage, tức là nó cố gắng đẩy cái tỷ giá lên cho nó khớp với cái lệnh của anh em, sau đó là nó sell xuống, là những con bot này nó sẽ ăn những cái lệnh chênh lệch như vậy. Và có thể nghe đến đây thì anh em cũng thấy là MEV, MEV á, thường nó sẽ là những cái thứ nó rất là xấu và nó gây thiệt hại cho người dùng ha. Tuy nhiên là trong thực tế nó cũng có một vài dạng MEV nó hỗ trợ cho hệ sinh thái có thể vận hành một cách trơn tru. Ví dụ như là những cái con liquidation, tức là nó hỗ trợ cái quá trình thanh lý tài sản làm sao cho nó nhanh nhất để cái quá trình nợ xấu nó không diễn ra, để cho các cái khoản nợ xấu nó không diễn ra. Hoặc là những cái ví dụ như là arbitrage chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cân bằng thanh khoản giữa các cái nền tảng khác nhau. Thì đây là những cái cơ chế MEV nó mang lại lợi ích cho hệ sinh thái. Tuy nhiên là trong cái phạm vi của cái tập tuần này thì chúng ta sẽ đề cập đến những cái loại MEV mà nó gây hại ha, và nó gọi là nó trích xuất một cái lượng giá trị từ cái giao dịch của người dùng và từ đó khiến người dùng bị hao hụt cái tài sản. Vậy thì cá nhân mình nhận định thì đây là những cái vấn đề nó thực sự là tồn tại của cái mạng lưới, và việc các cái dự án họ đề xuất những cái giải pháp và họ có thể gọi là hình thức hóa nó lên và đóng gói nó vào trong một cái sản phẩm, thì từ đó họ có thể đâu đó phân phối lại cái giá trị cho các cái bên tham gia vào trong sản phẩm của mình. Và vì nó là một cái vấn đề thực sự là đang tồn động, và nếu như mà có những cái bên dự án họ thực sự đưa ra được những giải pháp, thì đây sẽ là những cái giải pháp mà nó sẽ có những cái nền tảng bền vững, và từ đó những cái nguồn thu, những cái dòng tiền nó sẽ trở nên bền vững hơn trong tương lai. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái cách tiếp cận, một trong những cách tiếp cận để xử lý cái MEV này mà phần lớn các cái DApp, các cái sàn giao dịch đang sử dụng, thì đây là cái cơ chế gọi là lắp đầy các cái lệnh ở không gian off-chain. Thì gần đây chúng ta đã có những cái cập nhật liên quan đến Uniswap X, cũng khá là nhiều, gây khá là nhiều tiếng vang. Thì Uniswap X nó là một cái đơn vị aggregator thôi, và nó sẽ giúp người dùng có được những cái tỷ lệ giao dịch nó tối ưu nhất, tránh bị những cái con bot liên quan đến MEV nó tấn công, và từ đó khiến cho người dùng bị thất thoát một phần giá trị trong cái vị thế lệnh của mình. Thì về cơ bản á, là Uniswap X họ cũng bị tố là có đạo nhái rất là nhiều ý tưởng, vì trước đó chúng ta cũng đã từng thấy là CowSwap, mình nhớ không nhầm, CowSwap là cái bên đầu tiên công bố cái mô hình là sẽ có một cái bên thứ ba, họ đứng ra họ tiếp nhận những cái lệnh off-chain của người dùng, tức là khi mà người dùng họ ký cái giao dịch á, họ sign cái transaction á, thì các cái giao dịch này sẽ được để ở cái không gian off-chain. Và nó sẽ không tốn phí. Thì những cái bên thứ ba họ sẽ pick những cái giao dịch này, và họ sẽ bằng một cách nào đó để kết nối được cái thanh khoản, và từ đó sẽ giúp lắp đầy những cái order này, những cái lệnh này, và đem lại cho người dùng những cái tỷ giá tốt. Thì đây là cái cách tiếp cận mà CowSwap, mình nhớ không nhầm, là đầu tiên triển khai cái giải pháp này. Sau đó thì chúng ta có một cái bên cũng rất là nổi tiếng ha, đó là Oneinch. Thì Oneinch họ cũng có một cái giải pháp, đó là Fusion. Fusion hiểu nôm na nó cũng có một cái bên thứ ba họ đứng ra để lắp đầy những cái vị thế này, thì lắp đầy những cái lệnh này, lệnh giao dịch. Thì có thể là các dự án họ sẽ có những cái tên gọi khác nhau cho cái vai trò này. Ví dụ như CowSwap thì họ gọi những cái đơn vị bên thứ ba này là Solver đó. Hoặc là Oneinch thì họ gọi là Resolver đó. Rồi Uniswap X thì họ gọi là Fueler. Thì cái tên gọi nó có thể khác biệt so với các cái dự án khác nhau, tuy nhiên là cái vai trò nó cũng khá tương đồng nhau. Vậy thì khi mà có những cái bên họ đứng ra họ kết nối thanh khoản giữa hai cái lệnh, hai cái transaction ha, thì cái chênh lệch về tỷ giá nó sẽ được gọi là nó sẽ đưa vào trong bản thân cái dự án, đưa vào trong bên trong cái hệ sinh thái của dự án, và từ đó họ có thể phân bổ lại cái lợi nhuận từ cái chênh lệch này, trước hết là cho người dùng, trước hết là cho những người mà swap thực hiện cái giao dịch đó, thứ hai là cho những cái bên mà họ đã hỗ trợ cái khâu kết nối này. Thì
Một cái hay của nó đó là nó sẽ giúp người dùng thực hiện được những cái giao dịch nó gasless, tức là nó không có tốn phí gas. Bởi vì khi mà người dùng post những cái giao dịch này lên á, và họ thực hiện cái thao tác ký, thì như mình có đề cập hồi nãy, thì những cái thao tác này nó sẽ diễn ra ở khu vực off-chain, và off-chain thì nó sẽ không tốn phí. Thì chỉ khi nào mà những cái đơn vị kết nối thanh khoản, những cái bên thứ ba, các cái filler, resolver hay là solver đó, họ đóng gói những cái giao dịch này và đem lên gửi cho những cái đơn vị xác thực, thì họ sẽ đứng ra và họ chi trả những cái phí này trước. Thì có bên thì họ sẽ cung cấp những cái gasless, tức là không có tốn phí, nhưng mà có bên thì họ sẽ yêu cầu là user sẽ phải hoàn trả lại cái phí giao dịch đó cho cái bên thứ ba này. Thì cái đó là tùy trong cái setup của từng cái dự án. Tuy nhiên là nó là một cái tính năng phụ thêm rất là hay để cho người dùng có thể lấy lại được cái phần mà hao hụt khi mà họ thực hiện những cái giao dịch on-chain. Thay vì là họ sẽ swap trực tiếp ở trên các cái sàn DEX và bị những cái con bot MEV nó tấn công. Thì đó là sơ nét về những cái giải pháp DEX hiện tại, và họ đang ứng dụng cái cơ chế một bên thứ ba đứng ra để xử lý cái vấn đề của MEV như thế này. Thì đây là một trong cách tiếp cận nó ở tầng DApp. Còn cái giao thức tiếp theo mà mình muốn chia sẻ, nó là một cái giao thức mà họ hướng tới cái việc xử lý MEV ở cái tầng sâu hơn, nó là cái tầng sát với lại cái mạng lưới blockchain luôn. Thì cái dự án mà mình muốn chia sẻ đó là cái Flashbots. Thì trong tuần qua, nếu mà anh em theo dõi những cái thông tin cập nhật á, thì Flashbots họ cũng đã có một cái vòng gọi vốn trị giá khoảng cái vòng gọi vốn này nó là 60 triệu USD và nó được dẫn đầu bởi Paradigm, một cái quỹ mà rất là có tiếng về mặt support cái hệ sinh thái trong thị trường crypto. Flashbots thì hiểu nôm na là một cái bên giao thức sẽ phân tách những cái vai trò khác nhau trong một cái chuỗi thực hiện giao dịch. Thì ví dụ như hồi trước đây, khi mà anh em ở trong cái cơ chế Proof of Work ha, của Ethereum ngày xưa, thì mọi người sẽ bỏ vào trong một cái mempool, và sau đó các thợ đào họ sẽ pick cái giao dịch từ cái mempool nó ra. Và vì tất cả các cái bước ở trong một cái quy trình để thực hiện cái giao dịch thì do miner họ đảm nhiệm hết, cho nên là họ sẽ toàn quyền có thể sắp xếp lại các cái giao dịch để có thể hưởng lợi cho cá nhân mình. Thì MEV Boost của một cái sản phẩm mới của Flashbots, thì họ sẽ tách biệt cái vai trò trong cái khâu cuối ra thành hai phần, đó là searcher và builder. Thì searcher sẽ là những cái bên mà nhận những cái yêu cầu giao dịch từ người dùng ha, và có thể là sẽ sắp xếp lại một cách sau đó để cho nó có lợi, nó sinh ra được profit, và searcher sẽ gửi những cái giao dịch này lên cho các cái builder, và các cái builder này họ sẽ bỏ vào trong cái block, và cái block này sau cuối nó sẽ được gửi lên cho các cái đơn vị xác thực là validator. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là các cái khâu, ví dụ như là từ pick giao dịch ha, chọn các cái giao dịch, sau đó là sắp xếp lại rồi gửi lên trên blockchain, thì nó đã tách biệt ra được rất là nhiều các vai trò sequencer, builder và validator sau cuối. Thì từ đó nó sẽ hạn chế cái việc là một bên họ có thể, tại vì họ có nhiều thông tin về cái giao dịch, thì họ có thể tùy ý sắp xếp lại và trục lợi từ cái hoạt động đó. Thì đó là cái ý tưởng chung của Flashbots và cái nhánh sản phẩm MEV Boost hiện tại của họ. Thì thời gian gần đây á, nhiều người có những cái lo ngại xoay quanh các cái sản phẩm của Flashbots, tại vì về cơ bản họ có một cái mạng lưới riêng và họ đặt lên trên nền của Ethereum, cho nên á, là nó phát sinh ra một cái vấn đề là về cái, thứ nhất là về cái tính phi tập trung, vì nhiều người bắt đầu sử dụng một cái sản phẩm duy nhất. Cái thứ hai là cái tính minh bạch, tại vì Flashbots thì trước đây họ chưa có công bố những cái mã nguồn mở, ví dụ như cho cái mạng lưới của mình, làm sao để cho các cái bên họ có thể tham gia vào. Thì cái vấn đề này phần nào đó nó đã được giải quyết trong tuần vừa qua, khi mà Flashbots họ công bố một cái mã nguồn mở cho cái MEVShare Node. MEVShare Node là các cái, tức là đây là một cái phần mềm cho các cái node vận hành để có thể tham gia vào cái mạng lưới, làm sao để người dùng có thể gửi giao dịch tới và họ thực hiện những cái sắp xếp và gửi lại cái phần lợi nhuận cho người dùng. Thì thông qua cái
cái việc là gửi giao dịch cho các cái Mepsenode thì người dùng có thể đảm bảo là sẽ được refund cái lượng tiền chênh lệch, thay vì là như trước đây nếu như mà không sử dụng những cái sản phẩm này và bị Mepbot nó tấn công thì người dùng sẽ mất luôn. Đó, thì đây là một trong những cái khá là hay của Flashbot thời gian gần đây. Trong tương lai, nếu như mà anh em nào theo dõi thì Flashbot họ đang định hướng xây dựng một cái blockchain riêng với cái tên là Swift. Thì mình không biết là mình phát âm có chuẩn hay không. Cái từ này nó viết tắt là S-U-A-V-E. Thì cái tên ấy thì nó cũng dài lắm, nhưng mà anh em hình dung đây là một cái blockchain mà nó sẽ tập hợp những cái bên chạy node, và người dùng có thể thông qua cái blockchain này có thể gọi là được bảo vệ khỏi MEF và tránh bị MEF tấn công, và từ đó có thể nhận lại được một cái phần refund sau khi thực hiện mỗi cái giao dịch của mình. Rồi thì đó là những cái tóm tắt sơ nét và những gì mà mình thấy được xoay quanh cái từ khóa MEF, kể cả từ các cái sàn DEX hiện tại họ đang xây dựng như thế nào, và kể cả một cái giải pháp mà nó cũng tách biệt riêng ra như là Flashbot. Thì trong tương lai chúng ta kỳ vọng là những cái giải pháp này họ sẽ được tối ưu hóa hơn để họ khắc phục rất là nhiều những cái điểm yếu hiện tại về tính minh bạch, tính phi tập trung, đồng thời là cái tính phổ cập đến người dùng. Tại vì chúng ta biết là MEV nói gì nói thì nó vẫn khá là chưa phổ biến đối với nhiều anh em thị trường DeFi. Nhiều khi chúng ta swap một cái giao dịch và chúng ta bị MEV nó tấn công và chúng ta cũng không để ý, tại vì đôi khi cái thao tác chúng ta sử dụng swap hàng ngày thì nó chênh lệch không nhiều, nhưng mà đến khi nào mà những cái giai đoạn mà thị trường nó biến động và cái network nó bị nghẽn chẳng hạn thì những cái tác động từ những con MEVbot này nó sẽ rất là lớn, và chúng ta từng bắt gặp rất là nhiều trong quá khứ. Thì rõ ràng đây là một cái vấn đề như mình đã đề cập hồi nãy, nó là một cái vấn đề thực sự tồn tại ở trong mạng lưới hiện tại và nó cần những cái giải pháp để khắc phục nó. Thì hy vọng là những nội dung chia sẻ trên đây nó không quá phức tạp. Còn nếu như mà anh em nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn về từng cái ngóc ngách và từng chi tiết các cái sản phẩm này họ vận hành như thế nào thì có thể tìm đọc những cái bài viết ở trên Coin68. Và mình có những cái lý giải chi tiết và nó thiên về khía cạnh kỹ thuật hơn. Nó sẽ giúp anh em gọi là hiểu sâu hơn các từng cái bộ phận ở trong cái sản phẩm nó vận hành. Thì hy vọng là cái tập podcast tuần này nó đã mang lại một cái giá trị nào đó cho anh em, và cũng là một cái gợi mở, một cái từ khóa để anh em có thể theo dõi trong thời gian sắp tới, từ đó tìm kiếm cho mình những cái cơ hội để tìm ra những cái dự án nó có những cái hướng đi và những cái lựa chọn thị trường nó hợp lý. Thì rồi, không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã đồng hành cùng với DeFi Discussion tuần này, và hẹn gặp lại anh em trong tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha.